Chào các bạn, hôm nay tụi mình đi giao đàn gồm có hai xe ha, 46 cây đó. Giao đàn cho cái trường này nè, trường gì đặng trường cấp 2 Đặng Thúc Vị đây đó. Ôi trường đẹp quá, trường mới xây đẹp quá. Rồi tụi mình vận chuyển cái lô đàn vào bên trong ngôi trường thì bốn mươi mấy cây là cũng nhiều lắm á, cũng nặng á. Đó. Nhưng mà may quá người ta không bắt mình phải set up ra. Cái set up này ra là hơi lâu, hơi mệt. Rồi chỉ có ký nhận thôi. Rồi khi nào họ bố trí xong các thứ là họ mở ra. Rồi nhìn các cháu thiếu nhi ha. Đúng là học sinh như là kiến vỡ tổ. Rất là vui, nhớ ngày xưa Hoàng cũng là giáo viên, Hoàng cũng đi dạy mười mấy hai chục năm về trước rồi. Nhưng mà tôi cũng bỏ nghề dạy chuyển qua làm kinh doanh. Nhìn các em vẫn rất là thích. Hoàng đã hoàn thành xong cái đơn hàng. Bây giờ lên xe và bắt đầu đi về. Cảm ơn bên trường đã mua ủng hộ bên công ty Piano Finger của bên Hoàng nhé. Cũng cảm ơn anh trên vì bây giờ vẫn còn sức khỏe, vẫn còn khách hàng để yêu thương và ủng hộ bên Hoàng. Bên Hoàng sẽ cố gắng hơn nữa để luôn tìm ra được những cái sản phẩm tốt để tư vấn cho khách hàng, tìm ra cho các bạn những cái giải pháp tốt nhất để các bạn có những cái nhạc cụ để các bạn học tập vui chơi giải trí. Rồi, xin chân thành cảm ơn và rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ bên Hoàng, bên Piano Finger. Cảm ơn các bạn.